Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 29 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp trực tuyến thường kỳ tháng 5 năm 2024 cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã cho ý kiến vào nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành, các huyện thành phố thực hiện đến ngày 26 tháng 5 năm 2024. Với tổng số 760 nhiệm vụ giao, đã hoàn thành 635 nhiệm vụ, chưa hoàn thành 125 nhiệm vụ. Đến nay, sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong tổng số 19 chỉ tiêu chủ yếu thì có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch bao gồm tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Cho ý kiến vào tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, các đại biểu nhận định, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức hơn. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động sáng tạo và quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp của Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh ủy. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 1,81%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đến thời điểm tháng 5 năm 2024, dự thảo báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh diễn ra trong các ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2024, đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 09 ngày 24 tháng 5 năm 2024 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định thông tin cần thiết về kỳ thi, chủ trì xây dựng phương án tổ chức hội đồng thi tại tỉnh Hòa Bình, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh thực hiện các phương án đảm bảo an ninh an toàn cho các khâu của kỳ thi, tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa ách tắc các tuyến giao thông liên quan đến các điểm thi. Các sở ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các nội dung của chỉ thị một cách kịp thời và nghiêm túc. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngành công thương tỉnh Hòa Bình sẽ được thực hiện tái cơ cấu theo đề án tái cơ cấu ngành công thương đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình. Phần đầu đến năm 2030, Hòa Bình là tỉnh có trình độ phát triển khá thuộc nhóm dẫn đầu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Công nghiệp là động lực trong phát triển kinh tế, công nghiệp chế biến chế tạo từng bước thuộc nhóm hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi. Tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng từ 10 đến 11%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng khoảng 14 đến 15% một năm. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến chế tạo đạt tối thiểu 48%. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 18% một năm. Phần đầu đến năm 2030, tỷ lệ hàng hóa phân phối qua hệ thống bán lẻ hiện đại chiếm khoảng 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh. Duy trì thặng dư cán cân thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng 18% một năm.
Ngày 28 tháng 5, huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tân Lạc giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Tân Lạc đã thực hiện tốt 3 khâu đột phá như nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị. Với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, giành nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu huấn luyện đề ra. Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp xây dựng, tu sửa 6 nhà tình nghĩa, tặng 89 xe đạp và 164 bộ đồ dùng học tập cho các cháu học sinh, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và phong trào thi đua xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt. Trong nhiệm kỳ tới, lực lượng vũ trang huyện Tân Lạc tiếp tục xây dựng kế hoạch bám sát với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La – Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua huyện Kim Bôi dài 16,3 km, đi qua các xã Đú Sáng, Bình Sơn, Vịnh Tiến, Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Thị Trấn Bo và 17 xóm. Đến nay, về đất nông nghiệp đã hoàn thành kiểm đếm 806 trên 806 hộ gia đình cá nhân. Nhà ở và công trình trên đất đã kiểm đếm xong 195 trên 198 hộ gia đình cá nhân. Đối với mồ mả, có 168 mộ bị ảnh hưởng. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 164 mộ, đã chi trả cho 154 mộ đạt 91,7%. Đặc biệt, huyện đã vận động người dân đồng thuận 6 trên 9 vị trí cầu tạm ứng trước mặt bằng cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư đang thực hiện thi công xây dựng, 3 vị trí cầu còn lại huyện tiếp tục thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền vận động để người dân tạm ứng mặt bằng cho chủ đầu tư. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh khiếu nại tố cáo của người dân trong việc thực hiện chủ trương bồi thường giải tỏa đền bù thực hiện dự án, động viên nhân dân khắc phục những khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ và thời gian. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ hè là khoảng thời gian để các em được vui chơi giải trí sau một năm nỗ lực học tập rèn luyện. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương vùng sâu vùng xa, để có một sân chơi lành mạnh bổ ích là niềm mong mỏi của nhiều trẻ em. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số địa phương huyện vùng cao Đà Bắc. Sau một năm học, em Sa Thu Uyên, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, bước vào kỳ nghỉ hè. Được nghỉ học ở nhà, bố mẹ lại luôn bận rộn. Do thiếu sân chơi, nên chiếc điện thoại thông minh của bố, mẹ đã trở thành người bạn vô hình, gắn bó với Uyên từ lúc chơi, lúc ăn, thậm chí cả trước khi đi ngủ. Cô chị thanh niên cũng mời đi sinh hoạt thể nhưng mà không có địa điểm để chơi vui chơi giải trí ạ. Em thường lướt Facebook và các mạng trên mạng xã hội ạ. Bởi vì trong đó có rất nhiều trò thú vị. Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc có trên 600 em thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt hè tại 11 tiểu khu trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa hình các tiểu khu của thị trấn chủ yếu là đồi núi dốc, không có quỹ đất, nên nhiều năm nay thị trấn Đà Bắc chưa xây dựng sân chơi nào dành cho trẻ. Đối với thị trấn thì đất chật người đông. Đấy, người thì đông mà đất thì là hẹp. Đấy, mà để có một cái quỹ đất để tạo một cái sân chơi, một cái điểm vui chơi cho các cháu, tôi cho rằng cái này cũng là một cái gặp khó khăn. Kiến nghị đề xuất đối với các cấp các ngành, đặc biệt đối với cấp ủy đảng thị trấn, với lại chính quyền thị trấn, nên dành một cái quỹ đất, nên dành một cái phạm vi nào đó để tức là tạo một cái sân chơi, xây dựng những bể bơi này, sân bóng chuyền này, nhà văn hóa này, những cái điểm vui chơi lành mạnh cho các cháu. Huyện Đà Bắc hiện có trên 16.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong kỳ nghỉ hè năm học 2023-2024, các xã thị trấn có hơn 8.000 em thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt hè tại địa phương. Tuy nhiên, toàn huyện mới có 12 sân chơi, còn lại 7 xã thị trấn chưa có điểm vui chơi cho thiếu nhi. Con số này là rất thấp so với nhu cầu sân chơi cho trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè. Bên cạnh đó, các sân chơi được đầu tư đã lâu, không có mái che, đến nay hầu hết đã xuống cấp. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng, bởi khi không được vui chơi, nhiều em lại tìm đến những thú vui khác như chơi game online, đi tắm ở những ao hồ sông suối, gây nguy cơ tai nạn thương tích rất cao. Mặc dù từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện chưa có vụ tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em, nhưng nguy cơ luôn rình rập bởi xung quanh môi trường sống của trẻ có nhiều ao hồ sông suối.
Các em học sinh thì vui chơi với 2 tháng hè thì rất là thời gian rất là dài. Thế nhưng mà cái khu vui chơi này nó cũng đã xuống cấp, hỏng quá nhiều rồi. Thì cũng mong rằng là cấp trên quan tâm rồi là sửa sang lại để cho cái khu vui chơi nào cho các con, các cháu, các em học sinh có cái khu vui chơi nó thật là an toàn trong cái dịp nghỉ hè này. Bởi vì là ở đây thì nói thật ra là nó cũng gần những cái suối, cho nên là cũng nhiều khi các bậc phụ huynh đi làm thì cũng rất là lo cho con, con cái mình. Để giải quyết bài toán sân chơi cho trẻ trong dịp hè, trong thời gian tới, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Đà Bắc dành nguồn lực quỹ đất, ưu tiên xây dựng các công trình vui chơi tại cộng đồng dân cư. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần quản lý con em trong dịp hè, tránh để trẻ sa vào các trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh, để các em có một kỳ nghỉ hè vui tươi và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình luôn đồng hành, tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cùng với đó, cung cấp các dịch vụ tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để phát triển kinh doanh các mặt hàng vải may mặc tại chợ Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, chị Phạm Thị Hiền đã được vay vốn ưu đãi tại Agribank chi nhánh Phương Lâm trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, chị Hiền đã đầu tư vào hàng hóa tại kiosk của mình. Theo chị Hiền, ngay cả những thời điểm kinh doanh khó khăn nhất như đợt dịch COVID-19 vừa qua, chị được Agribank chi nhánh Phương Lâm hỗ trợ tạo điều kiện về lãi suất vay vốn. Đây là động lực để chị yên tâm mở rộng kinh doanh. Ngân hàng Agribank Phương Lâm đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong những cái lúc giai đoạn mà khó khăn về nguồn vốn. Từ những cái buổi đầu mà tôi kinh doanh thì cũng chưa có vốn gì. Tôi vay của bên ngân hàng nông nghiệp là cũng khoảng 90% số vốn của tôi. Thế bây giờ dần dần thì cửa hàng sau nhiều năm kinh doanh thì cũng phát triển lên, giúp đỡ cho kinh tế gia đình là phát triển được đến như ngày hôm nay, là cũng một phần rất lớn là đã nhờ vào sự giúp đỡ của các bạn tín dụng bên ngân hàng Agribank Phương Lâm. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, Agribank chi nhánh tỉnh tiếp tục đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng nhanh nhất. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tổng dư nợ đạt trên 12.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Agribank chi nhánh tỉnh tập trung thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư qua các đợt huy động vốn như phát hành trái phiếu dài hạn Agribank ra công chúng. Đặc biệt gần đây, chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng Tết An Khang rước xế sang là chương trình khuyến mại có quy mô lớn nhất trên phạm vi toàn quốc với tổng giá trị các giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng, số lượng là 3.925 giải thưởng. Muốn gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Agribank và đó sẽ luôn là nguồn động viên khích lệ bọn mình. Các đồng nghiệp của mình cũng có nói là sau này có tiền tiết kiệm ý, thì cũng muốn gửi Agribank để có cơ hội may mắn như vậy. Với cái mục tiêu sứ mệnh là truyền tải nguồn vốn đến các đối tượng khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực Tam Đông thì Agribank nói chung cũng như Agribank Sông Đà chúng tôi cũng đã nỗ lực cung cấp các sản phẩm tín dụng với thủ tục nhanh gọn, rồi cơ chế về lãi suất là ưu đãi và hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tượng khách hàng cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn, và đặc biệt là các lĩnh vực Tam Đông thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đặc biệt là quan tâm và ưu tiên dành những nguồn vốn giá rẻ để dành cho cái khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Thời gian tới, Agribank chi nhánh tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông nghiệp nông thôn, tập trung đầu tư cho Tam Nông, ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay.
báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.